Xin chào các bạn, tại hệ thống audio T100, Khang Audio xin mời các bạn và để giới thiệu các bạn một cái đĩa than của ca sĩ Hà Anh Tuấn với chủ đề chuyện ngắn. Viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng diêu em ngày thơ. Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ, câu chuyện đã rất xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi. Đâu không đi sát lối, chỉ thương con người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu, vì tình yêu những đứa trẻ con. Chàng trai lúc xuân xanh ngược xuôi bon chen đất khách, mối tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ tới. Ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô, dẫu không có đôi mắt sông câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới. Nhưng rồi ngăn cách xa hơi, một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái năm ấy khiến thông thương đi lúc đầu. Vẫn nơi ấy đôi mắt biết, nhưng giờ đã biết hoàn nào. Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha, chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì. Thank you.
chàng trai lúc xuân xanh. Ngược xuôi bon chen đất cát, có chàng trai viết lên thơ.